Nghĩa là hãy hít sâu và thở đều. Và đương nhiên là cái việc này sẽ khiến cho tâm lý của bạn không đỡ run đâu, nhưng mà khiến cho nhịp tim ổn định lại. Thẳng lưng lên, đừng thẳng lưng lên, đang gãy lưng. Hơi gù lưng, hơi gù lưng, mở lưng lên. Con tên là Nguyễn Hà Linh, năm nay 15 tuổi và con đến từ Quảng Bình. Thực ra ấy, khi mà bắt đầu Hà Linh bước ra ấy, thì cô, các cô chú ở đây có bảo đây mới là lửa này. Tại vì chưa cần khi con bước đi, chỉ cần nhìn mặt con. Không nói đến việc mà gương mặt phù hợp với trang phục nào nhá, nhưng mà cô nói nhìn mặt con là biết con rất mong muốn tham gia cuộc thi. Cái đầu tiên là cô rất là thích. Cái việc thứ hai là cô cũng rất là thích bộ trang phục này của con. Có thể là mọi người nghĩ rằng là đi thi sẽ cần mặc một bộ đồ dạ hội hay gì đó, nhưng với cô, người mẫu là gì? Là chúng mình làm một công việc khiến cho những bộ trang phục đẹp hơn, đưa đến khán giả nhiều hơn, thể hiện được cái phần mà những cái phần mà mong muốn gửi gắm của nhà thiết kế ở trên chính cơ thể của chúng mình mặc bộ trang phục đó. Thì việc đi vừa rồi con cần phải tiết chế rất là nhiều. Thì có thể là cô nghĩ rằng con tự tập hay là con có tham gia ở đâu không? Dạ, con tự tập. Con tự tập. Thì cô nghĩ là có thể là vì các bạn tiếp cận với rất là nhiều những cái video này, những cái hướng dẫn để tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đúng, beauty queen. Còn đây sẽ là một cuộc thi về người mẫu. Vậy nên chúng mình sẽ phải có một cổ chân khỏe này, bước đi dứt khoát này. Và chúng mình sẽ không tạo quá nhiều dáng, không lắc vai nhiều như thế. Cô hy vọng rằng nếu vào vòng trong thì con sẽ được thể hiện được nhiều hơn nữa. Thực ra ấy, thì có một cái mà bí quyết của bọn mình thì khi mà đứng trước khán giả thì lúc nào chúng mình cũng run, cho dù là chúng mình là người mẫu lần đầu tiên trình diễn hay là đến bây giờ mình có 14 năm kinh nghiệm trình diễn rồi thì mình cũng đều rất là run. Thì mình có thể hỗ trợ Nghĩa một xíu, đấy là Nghĩa hãy hít sâu và thở đều. Và đương nhiên là cái việc này sẽ khiến cho tâm lý của bạn không đỡ run đâu, nhưng mà khiến cho nhịp tim ổn định lại. Một trong những kỹ năng để giúp cho bọn em đỡ run và bước chân trên sàn catwalk chính xác đấy là gì? Ngày trước khi mà còn tham dự trực tiếp trong cái vấn đề mà trình diễn thì anh nói luôn, một trong những cái kỹ năng rất quan trọng đó là gì? Khi các em đứng ở trong sàn diễn, có thể miệng các em nói chuyện với nhau một cách thoải mái, nhưng chân các em đã phải đập nhịp rồi. Có hiểu không? Tè. Là mình phải hiểu là ok, chân tôi là tôi thuận chân phải, tôi sẽ đi ra chân phải trước. Ok, vậy với khách. Và mình cũng trình diễn như là ngày mai mình không còn có khả năng trình diễn được nữa. Thì cái đấy nó là một cái sẽ giúp cho em tự tin rất là nhiều. Thêm một cái đấy là gì? Khi mà em có sai hoặc là em có tạo dáng mà nó chưa chuyên nghiệp thì không sao hết cả. Cái điều đầu tiên ấy là cần cái gì ạ? Cần là phải sử dụng bình tĩnh trước. Có thể em không đẹp, có thể em tạo dáng chưa chính xác, nhưng không cái đồng thì khán giả cũng thường đấy. Đấy là một trong những cái ai cũng phải thôi luyện để dần dần qua những năm này, qua những năm kia thì mới bắt đầu có được cái trụ đứng vị thế cũng như là những cái kinh nghiệm của mình trên sàn diễn. Người luyện hình thể thế nhưng học cùng thời với em đúng không? Em xin gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo. Em tên là Mai Hồng Anh, năm nay em 22 tuổi. Em cao 1m77, nặng 63 cân. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Thì tại sao ấy, đối với cái công việc mà em có thể phát triển để trở thành một người đầu bếp mà em lại
suy nghĩ và lựa chọn để đến với cuộc thi này, một cái cuộc thi mà người mẫu? Thực ra thì em vẫn muốn cố gắng phát triển cái điểm mạnh của mình ạ, nên là em cố gắng trao dồi kỹ năng và tập thể. Còn kỹ năng người mẫu thì em tập được bao nhiêu năm rồi? Kỹ năng thì trước đó em đã có từng đi học bên lớp chị Huyền ạ. Sau đó thì em bỏ dở, phải sau 3 năm sau thì em thời gian đó em bị mông lung nhiều thứ, nên là em tạm dừng một thời gian dài để em cố gắng tìm hiểu lại bản thân mình thực sự cần và muốn cái gì. Sau đó thì em lại tiếp tục quay trở lại lớp và em đi học lại mới cách đây được một tháng gần đây ạ. Em đã chuẩn bị những gì khi mà em quay trở lại làm nghệ thuật? Làm nghệ thuật tất nhiên là chắc chắn em sẽ phải chuẩn bị hình thể và kỹ năng. Kỹ năng cũng đã đi học rồi. Vâng. Hình thể thì em đang cố gắng tập càng nhiều càng tốt. Bởi vì nói nhá, nếu như mà là một trong những gương mặt nam rồi, em sẽ có thể có khả năng tiến xa trong cái lĩnh vực và trong những ngành nghề này. Không chỉ dừng lại ở người mẫu và sáng hơn vậy, có thể là sẽ trở thành cả người mẫu commercial, quảng cáo, tất cả những cái điều đấy. Cho nên em cũng là một trong những gương mặt mà một thí sinh tiềm năng. Đây là nói chia sẻ rất thật với cả cả ban giám khảo, bạn ấy cảm thấy như thế. Và bạn cũng là một trong những thí sinh rất tiềm năng. Gương mặt cao là gì á? Hơi gù lưng, hơi gù lưng, mở lưng lên. Hả? Xin chào trong ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Đức Toàn. Mọi người hay gọi trong tên nghề của em là Điên Lực Nguyễn. Em cao 1m88 và nặng 70kg ạ. Có lẽ trong lúc em đi cái quán ấy để em nín thở. Em có nín thở. Em vâng, em giữ cơ hoành. Giữ cơ hoành nhưng mà không được nín thở. Em phải thở. Không, em có thở, em có thở mà. em giữ em vẫn có thở. Sau đoạn cuối cùng là anh nhìn thấy em có nín thở. Sau đoạn sau mới thấy chính xác. Bởi vì nín thở một cái thì tự nhiên ý, cái lưỡi nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đẩy lên cái hàm bò bên trên. Đúng rồi, nhìn nó sẽ hiện ra rất rõ ràng ngay một trong những kỹ năng của người mẫu. Thầy em là thầy nào? Đỗ Kim Khánh. Và em học theo hình mẫu của người mẫu quốc tế nào? Em không có một hình mẫu quốc tế cụ thể, nhưng mà em học nhìn theo nhiều người và em để lại cho mình một cái cách quốc riêng cho em. Chân dài này. Rất là cố gắng đấy, cơ quốc nó bị tuột đó. Em là Vũ Quế Anh, năm nay em 24 tuổi, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hà Nội ạ. Em cũng là một trong những người mà anh thấy là rất là cố gắng, thật sự là như thế. Tuy nhiên là ngày hôm nay em đi cái đôi giày hơi rộng hơn so với bàn chân của em. Dạ vâng ạ. Chính xác. Nhìn cái độ dốc của đôi bàn chân sẽ biết ngay. Cổ chân của em thì có biết cách để giữ được tốt, nhưng bàn chân thì nó còn loạn choạng. Chính vì thế cho nên là nó bị phát hiện ra là em đi giày rộng hơn so với cái size giày của em. Dạ, vâng. Ngày hôm nay. Mặt đẹp đi em. Mặt đấy. Mặt á đâu? Mặt rất á đâu? Chị nghĩ là việc đầu tiên khi mà tham gia một buổi casting ấy, các bạn, cái việc đầu tiên các bạn đó là lựa chọn đúng trang phục. Và tiếp theo đó là lựa chọn một đôi giày đúng. Thì ngày hôm nay thì ok, đôi giày của em đi casting là ok rồi. Còn cái việc lựa chọn trang phục ấy, thì với tất cả những buổi casting hoặc là vòng sơ khảo các cuộc thi ấy, thì thường các bạn nên mặc những trang phục tôn dáng và quần ôm. Thì chúng mình không nên mặc quần ống rộng, tại vì rất là nhiều khi ban giám khảo sẽ không nhìn thấy được cái hình thái chân của các bạn cũng như cái tỷ lệ của các bạn nhá. Cảm ơn em. Cô học của tụi em đúng không? Dạ. Nhưng có một cái mà anh đang rất suy nghĩ trước khi mà anh hạ điểm ở đây.
chính là cái kỹ năng catwalk của em. Sao bây giờ anh tệ thế? Hay quá rồi. Tâm với cả trang rồi. Đôi giày này thì xinh nhá. Em rất là có thiện cảm với ai đi đôi giày dốc dốc như này. Em thích ấy. Rất thích luôn, xinh nó. Thích lắm ấy. Nhưng mà nó khó, sẽ khó đi một chút vì gót nó quá bé. Xin chào ban giám khảo, con tên là Vũ Hiểu Ngọc, năm nay con 5 tuổi ạ. Chiều cao là 1m68, nặng 55 cân với số đo 79, 61, 91 ạ. Bạn này cũng gặp sâu hôm qua. Em là Phạm Hy ạ, đấy là nickname của em và số đo của em là 1m73, 52kg. 76, 61 và 90 ạ. Chắc là đánh mắt không Vũ? Em không đánh mắt ạ. Mắt em là mắt bị đen bẩm sinh. Thế nên là khi mà em sẽ khuyết điểm lên nó sẽ trông hơi mất khói một tí. Cái này, em vén tóc lên này trong mặt mũi này này. Sáng hơn. Trông nó trẻ hơn rất là nhiều. Nó sáng hơn rất là nhiều so với cái việc mà em để tóc như vừa nãy. Vâng.